những năm mà chưa bị tổn thương đó, phần phước Lai dày do cuộc sống của Lai có đầy đủ những vật chất xung quanh, nên Lai luôn ích kỷ, luôn cảm thấy là mình muốn cái gì đó cũng về phần mình. Những ngày đó cũng là những cái bài học cho Lai. Đến một lúc nào đó Lai cảm thấy mình bị tổn thương thì Lai mới đi tìm đến cái con đường tâm linh và kết nối với chiếc chuông xoay. Từ chiếc chuông xoay này giúp cho Lai thấy rõ những điều mà trước đây Lai chưa từng nhận ra. Khi quay về những cái chuông xoay, có những người thương mại về trong những môn tâm linh này, Lai mới ngộ ra một điều: không phải là mình thoát khỏi cái game kinh doanh, cái game đời thường mà tìm đến môn huyền học giác ngộ mà mọi người hay thường gọi, hay gọi một cách thoải mái nhất là đi trên con đường tu tập sẽ không gặp sân si hỉ nộ ái ố đó. Bước chân vào con đường tu tập, con đường giác ngộ thiện lành, thì đâu đó cũng y như là thời kỳ mà Lai còn sân si kinh doanh thương mại. Lai được cái trải nghiệm là Lai cân bằng lại được nhân sinh của con người rất là khổ, thì Lai muốn gửi gắm lại những cái giá trị bằng tiếng chuông xoay này giúp ích cho người xã hội bên ngoài, để khi mà Lai mà đăng xuất khỏi cuộc đời này, Lai muốn gửi đến cuộc đời này một cái giá trị mang tính chất là cộng đồng. Lai thoát cái game nhân sinh này thì Lai cảm thấy nó bình an hơn, yên tâm hơn và Lai cảm thấy vui hơn. Bởi vì cho đi là cái còn mãi, cuộc sống mà chưa chắc gì sẽ biết ngày mai ra sao. Có thể Lai đứng đây chia sẻ với mọi người hôm nay, thì một chút xíu nữa khi thoát khỏi cái video này thì Lai lại tắt thở, lúc nào cũng khó mà nói trước được. Đó là một điều đương nhiên. Nếu ngày nào còn hơi thở giúp ích được cho xã hội, định Lai phải làm, Lai phải làm bằng tất cả sự bên trong chân thành của Lai, để khi thoát khỏi cái game đời sống nhân sinh này, Lai cảm thấy bình an hơn, đón nhận những hành trình kế tiếp. Tâm nguyện của Lai á, nếu mà thoát khỏi cái game đời này, Lai không muốn đầu thai là kiếp sau thành con người, làm con người dù cho sang giàu hay là thấp hèn đã là con người rồi, khổ lắm. Lai nguyện làm sao mà trong kiếp này Lai cố gắng tu tập, cố gắng giác ngộ làm sao để cho kiếp sau thành những phân tử, thành những đám mây, như thế mà nó vui hơn là thành lại một cái kiếp người. Đã là con người rồi thì vướng bận nhiều thứ lắm, dù cho sống ở trong hoàn cảnh nào mình cũng bị khổ hết đó. Sống trong cái ác cũng khổ mà sống trong cái thiện cũng khổ. Lai nhận thông điệp vũ trụ cho Lai thành những phân tử, thành những áng mây thoải mái hơn là một kiếp nhân sinh nữa. Ngày nào Lai còn hơi thở là sẽ chia sẻ những tiếng chuông xoay này đến với mọi người, để mọi người có một cái góc nhìn sáng tối hơn. Xin cảm ơn mọi người.